Xin giới thiệu với lại anh chị em, đây là hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông, phiên bản cao cấp nhất của chính phủ Hàn Quốc. Hộp này là hộp được ra đời từ tháng 6 năm 2019, phiên bản quà tặng rất là đẳng cấp, thượng hảo hạng, được coi là quốc phẩm của đất nước Hàn Quốc. Và các bạn lưu ý là tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông hiện nay đó là cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ chính phủ tốt nhất của Hàn Quốc và tốt nhất trên thế giới hiện nay. Đó, thì bên cạnh đó thì mình nhìn thấy là đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng cũng như nói về cái tác dụng của tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông này. Đó, ở bên trên nó là các cái tờ giấy về hoàn thuế tại sân bay Incheon. Đó, và bên cạnh này nó còn là cái hóa đơn, đúng không ạ? Đấy, cái hóa đơn của nó là 350.000 won, tương ứng với lại 7.350.000 tiền Việt, là khi ra sân bay thì chúng ta được hoàn thuế. Đấy, chúng ta mang cái tờ này ra chúng ta hoàn thuế. Thì tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông hiện nay là cái sản phẩm được gọi là quốc phẩm của Hàn Quốc, nó được gọi là khắc tinh của ung thư và mỡ máu, nó còn rất là nhiều các tác dụng tuyệt vời khác. Thì anh chị em nào mà có cái dịp sang Hàn Quốc hoặc là có dịp biết đến sản phẩm này thì chúng ta hãy tìm hiểu nó, mua về làm quà tặng cho người thân hoặc là mua về cho chính bản thân mình dùng. Nó rất là tốt và nó được những người dùng đánh giá rất là cao. Và hiện nay nó là sản phẩm số 1 của Hàn Quốc, không có sản phẩm nào vượt qua được nó. Nếu mà chúng ta ở Hàn Quốc lâu hoặc là chúng ta hỏi những người Hàn, người ta nói cho mình biết thì cái sản phẩm này là sản phẩm mà họ sẽ lựa chọn gối đầu giường để bảo vệ sức khỏe của họ. Xin chào anh chị em đã đến với kênh Hàng Chính Phủ Hàn Quốc, hàng xách tay đi đường bay. Cả nhà mình ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình biết về cái tác dụng của hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông. Cái hộp mà em đang quay cho anh chị em xem ở đây. Đây là một cái phiên bản cao cấp của chính phủ Hàn Quốc. Tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông, nó là loại tinh dầu thông đỏ tốt nhất của Hàn Quốc hiện nay và tốt nhất trên thế giới. Một hộp này có 120 viên. Và cái tác dụng của nó như sau. Cái tác dụng của nó là khi dùng vào thì nó làm sạch mạch máu, mở rộng mao mạch và đào thải cái axit uric, một cái loại axit hay gây ra các cái tế bào ung thư. Tiếp theo nữa, nó làm chậm quá trình lão hóa của các cơ quan trong cơ thể. Tiếp theo nữa, nó phòng chống ung thư và các bệnh về tim mạch. Tiếp theo nữa là nó có cái việc rất là quan trọng là điều trị các cái chứng về cao huyết áp, về cao đường huyết và tiểu đường. Và khi dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông, nó làm tan lượng mỡ, làm tan cái cholesterol có trong máu. Và khi mà dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông thì nó trị các cái chứng về đau đầu, viêm thần kinh tọa, các cái chứng về rụng tóc không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông còn làm đẹp da, giảm cân, tăng sức đề kháng cho cơ thể, duy trì tuổi thanh xuân và có khả năng tăng cường sinh lý. Đó, thì những cái đối tượng mà sử dụng cái hộp tinh dầu thông đỏ Chọc Sông này thì khi mà sử dụng xong thì đều đánh giá rất là cao về cái chất lượng của nó. Thì cả nhà mình lưu ý này, cái phiên bản tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông mà em đang quay cho cả nhà mình xem đây, đây là phiên bản mới có từ tháng 6 năm 2019. Thì đây là hai chữ Chọc Sông này, pha in Chọc Sông. Trước đây những cái chữ này nó in chìm, nhưng bây giờ nó lại in nổi, đúng không ạ? Và cái kích cỡ của cái hộp này, đúng không ạ? Cái kích cỡ của hộp mới từ tháng 6 năm 2019 này, cái phiên bản mới xuất hiện này, là cái kích cỡ của nó nhỏ hơn cái hộp truyền thống ngày xưa, đúng không ạ? Đấy, cái hộp này nó nhỏ hơn. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho cả nhà mình biết bên trong của nó nhé. Đó, đây là các cái tờ giấy về hoàn thuế, đây là hóa đơn, đúng không ạ? 350.000 won một hộp, tương ứng với 7.350.000. Và chúng ta ra sân bay thì chúng ta được lấy lại mấy trăm nghìn tiền hoàn thuế nữa. Đó. Và bây giờ nhà mình lưu ý này, đây là bên trong cái hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ Chọc Sông. Đấy là cái vỉ của nó. Mỗi một vỉ của nó thì có tất cả là 10 viên nhé. Đó. Đó, mỗi vỉ của nó có 10 viên. Và một liệu trình của nó là có 120 viên. 120 viên này thì dùng
trong vòng 2 tháng, đúng không ạ? Và cái cách dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông thì em nhắc lại một lần nữa để cả nhà mình có thể nắm bắt được nhé. Tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông thì một ngày là chúng ta sẽ dùng hai cái viên này, một viên vào buổi sáng, một viên vào buổi tối, và uống là sau ăn tối và sau ăn sáng là 30 phút. Và khi dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông thì hãy nhớ là phải uống đủ nước thì mới phát huy được cái hiệu quả tối đa của tinh dầu thông đỏ, đúng không ạ? Đó, uống đủ nước là từ 1,5 lít nước cho tới 2 lít nước. Đấy, cái lượng nước đó mới đủ để cái tinh dầu thông đỏ nó đào thải cái chất độc ở trong cơ thể ra bên ngoài. Và khi dùng cái tinh dầu thông đỏ này thì chúng ta hãy hết sức lưu ý là không dùng cho phụ nữ có thai, cho phụ nữ đang cho con bú, và không dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đó, thì cả nhà mình lưu ý nhé. Đó, và cái cách dùng của nó cũng như cái tác dụng của nó là rất là tuyệt vời. Nói chung nó được gọi là một cái sản phẩm rất đặc biệt của Hàn Quốc, nó được gọi là quốc phẩm của Hàn Quốc, đúng không ạ? Đấy, nó là khắc tinh của ung thư và mỡ máu. Chính vì thế mà các bệnh viện lớn ở Seoul rồi các bệnh viện lớn ở Việt Nam đều đặt hàng và mang về cho người thân cũng như là người nhà mình dùng rất là nhiều và giới thiệu đến các bệnh nhân dùng rất là nhiều. Thì đây là phiên bản cao cấp nhất của chính phủ Hàn Quốc. Sản phẩm được ra đời từ tháng 6 năm 2019 và cái hãng này là cái phiên bản này là phiên bản mới của tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông. Anh chị em lưu ý nhé. Hello anh chị em, xin chào anh chị em đã trở lại với kênh Hàng Chính Phủ Hàn Quốc, hàng xách tay đi đường bay. Rất nhiều khách hàng đã gửi tin nhắn inbox cho Huy, nhờ Huy là nói về cái cách dùng của hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ chọc sông phiên bản mới có từ tháng 6 năm 2019, tức là mới có được ít ngày hôm nay, đúng không ạ? Mới ra, đó. Thì một hộp này là có 120 viên. Thì cả nhà mình sẽ mở cái hộp này ra để cả nhà mình biết nhé. Cái phiên bản mới này, cái hộp mới có từ tháng 6 năm 2019 này thì cái cách thiết kế của nó khác nhé, cái cách design của nó khác nhé. Đó, nhà mình nhìn này. Đây là cái tờ giấy bên trong rất là đẹp, lóng lánh, đúng không ạ? Ở bên trong cái hộp này có 120 viên và mỗi một vỉ này là có 10 viên này, nhà mình này. Đó, mỗi một vỉ này là có 10 viên. Đấy. Rất là hay đúng không ạ? Rất là đẹp. Rồi, cả nhà mình lưu ý về cách dùng như sau, đúng không ạ? Dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ thì mỗi một ngày chúng ta dùng 2 viên, một viên vào buổi sáng và một viên vào buổi tối, và uống sau ăn là 30 phút. Và hãy hết sức lưu ý là khi dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ, nếu như mà chúng ta không lưu ý điều này thì nó sẽ không phát huy được hiệu quả của nó. Là dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ là chúng ta phải uống đủ lượng nước, một ngày từ 1,5 lít nước đến 2 lít nước. Khi đủ nước thì nó mới đào thải được chất độc ở bên trong cơ thể ra bên ngoài, và tinh dầu thông đỏ nó mới phát huy được cái hiệu quả tối đa của nó, đúng không ạ? Đó. Và khi dùng tinh dầu thông đỏ chính phủ còn thêm những cái lưu ý rất quan trọng khác, đó là dầu thông đỏ chính phủ không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Dầu thông đỏ chính phủ không dùng cho trẻ em dưới 18 tuổi, nhà mình nhé. Đặc biệt là phụ nữ có thai và cho con bú là không được dùng. Bởi vì sao? Tinh dầu thông đỏ chính phủ nó có tác dụng rất là mạnh tới các cái mạch máu, đúng không ạ? Và mạch máu của em bé nó rất là yếu, phải uống vào nó không tốt. Đấy, thế nên cả nhà mình hết sức lưu ý nhé. Một hộp này là một liệu trình của nó là có 120 viên. Và nếu như anh chị em nào mà chưa có dịp được dùng cái sản phẩm này thì chúng ta nên quan tâm đến nó, tìm hiểu nó để mua về cho người thân hoặc là bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Vì đây nó là phiên bản tinh dầu thông đỏ chính phủ tốt nhất của đất nước Hàn Quốc hiện nay. Không những tốt nhất đối với Hàn Quốc mà các chuyên gia của Nhật Bản, của Pháp, của Đức, những cái nước mà có cái sự đánh giá rất là cao về chất lượng hàng hóa thì họ cũng công nhận là cái viên tinh dầu thông đỏ chính phủ của Hàn Quốc hiện nay nó không chỉ tốt nhất Hàn Quốc mà nó còn là phiên bản tốt nhất thế giới. Đây, cả nhà mình nhìn thật kỹ cái hộp này nhé. Đó, thật kỹ cái hộp của nó. Đúng không ạ? Xung quanh này, các cái cạnh này. Đấy. Cái cạnh hộp của nó. Rồi cả đằng sau nữa này. Đấy. Ok, cả đằng sau nữa. Đấy, cả nhà mình nhìn thấy không? Đấy. Và ở bên dưới này nó là cái tờ giấy hoàn thuế này, đúng không ạ? Ở bên cạnh nữa là hóa đơn. Hóa đơn của nó là một hộp 120 viên, liệu trình 2 tháng thì giá của nó là 350.000 won, tương ứng với lại 7.350.000 tiền Việt. Và sau khi mua hàng thì đặc biệt là hàng chính phủ thì chúng ta ra sân bay chúng ta cầm cái tờ giấy hoàn thuế này thì chúng ta lại được hoàn thuế mấy trăm ngàn, đúng không ạ? Hoặc là ai có bảo hiểm của người Hàn Quốc thì chúng ta mua thì giá của nó sẽ rẻ hơn một chút. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Và mình làm cái video này với mong muốn là giúp cả nhà mình có cái cách dùng đúng khi mà mua một hộp tinh dầu thông đỏ chính phủ. Và cũng mong hơn nữa là chúng ta nhìn cái phiên bản chuẩn của nó như thế này để chúng ta không mua phải hàng nhái và hàng giả, cả nhà mình nhé. Chúc cả nhà vui vẻ.